Hello class, hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn phần lesson 5, là phần đọc bài ha, skill time, đọc và trả lời câu hỏi. Rồi, các bạn hãy xem cô cách đọc và cũng như là cô sẽ dịch để cho các con hiểu bài. Ok, my name's from, I go to Don Kidim Primary School. Look at these pictures of my school. Our classroom is upstairs, it's very big. I'm in class 3C. There are 12 girls and 14 boys in my class. Our teacher is Miss Long. There are lots of pictures and posters on the wall. We sit at tables. I sit with my friend Nam. This is my school. I love my school. Ok, sau khi cô đã đọc xong thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cô dịch cho các con nghe nha. Tên của tôi là Phong. Tôi học ở trường tiểu học Đoàn Thị Điểm. Và nhìn vào những cái bức tranh này là về ngôi trường của tôi. Lớp học của tôi thì ở trên lầu và nó rất là lớn. Tôi học lớp 3C. Lớp của tôi có 12 bạn nữ và 14 bạn nam. Giáo viên của chúng tôi là cô Loan. Có nhiều bức tranh và áp phích quảng cáo ở trên tường. Chúng tôi ngồi ở những cái bàn. Tôi ngồi gần bạn của tôi là Nam. Đây là trường của tôi và tôi yêu ngôi trường của tôi. Ok, vậy là chúng ta đã đọc xong phần đọc và các con cũng hiểu về nghĩa của những cái bức tranh này. Và phần tiếp theo đó là Rick Again, nghĩa là các con sẽ tự đọc lại. Thế cô đã hướng dẫn rồi thì con tự lặp lại. Circle the correct word, nghĩa là chúng ta sẽ khoanh tròn vào những cái đáp án đúng. Thì ở đây chúng ta sẽ có những câu hỏi. Ở đây chúng ta sẽ có những câu hỏi và bên đây người ta sẽ cho hình hai đáp án để trả lời. Vậy thì dựa trên cái bài đọc ở trên và chúng ta sẽ chọn đáp án cho đúng. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con để làm cái bài tập số 3. Ok, where is Phong's classroom? Có nghĩa là lớp học của Phong thì ở đâu? Vậy chúng ta nhìn lên cái bức tranh đầu tiên. Bức tranh số 2. Ok, chúng ta có giới thiệu là our classroom is upstairs. Vậy ở dưới này chúng ta sẽ có hai đáp án là upstairs và downstairs. Vậy chúng ta khoanh tròn upstairs. Ok, number 2. What class is Phong in? Có nghĩa là Phong học lớp mấy? Phong học lớp mấy? Thì ở bức tranh số 3 chúng ta có giới thiệu là class 3C. Ok, vậy thì chúng ta khoanh tròn vào 3C. Ok, and number 3, how many boys are there in his class? Và trong cái bức tranh số 3 này người ta cũng để thông tin là lớp có 12 bạn nữ và 14 bạn nam. Vậy thì ở đây chúng ta chọn okay, boy. How many boys? Okay, 14. Okay. What is his teacher's name? Okay. And the teacher is Miss? Miss Long. Okay. And number 5. What is on the wall of classroom? Nghĩa là có cái gì ở trên tường của lớp học? Vậy thì trong cái phần giới thiệu picture 4 thì chúng ta sẽ có là picture and poster. Vậy thì chúng ta chọn đáp án nào các bạn? Tables of picture. Picture, okay. Number 6. Does Phong love his school? Phong có yêu trường của mình không? Vậy ở phần số 6, hình ảnh số 6 chúng ta thấy là I love my school. Vậy là yes or no các bạn? Yes, okay. Vậy các con viết những cái câu hỏi này vào tập. Rồi sau đó là các con ghi đáp án ra luôn nha. Okay. Và tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta phần lesson 6 là phần speaking và writing. Thì đối với phần này chúng ta sẽ học ôn lại mẫu câu đó là how many girls are there? How many cộng với danh từ số nhiều đếm được và are there. Rồi, vậy thì tổng thể cái câu này chúng ta sẽ dịch như thế nào? Có bao nhiêu bạn gái? Ok, có bao nhiêu bạn gái? How many girls are there? Thì bài hôm trước cô cũng đã hướng dẫn cho các con rồi. Nếu mà số lượng mà từ 2 trở lên thì chúng ta sẽ trở lên là there are.
mà số lượng mà chỉ có một thì chúng ta sẽ sử dụng là there is. Ok, vậy thì chúng ta look at the picture, how many girls are there? There are two girls. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có những cái danh từ để mình thế vào để mình đặt câu hỏi và sau đó là trả lời. Ví dụ chúng ta thấy là chữ boys thì chúng ta thay chữ boys vào ngay chỗ chữ girls này thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là how many boys are there? How many boys are there? Và chúng ta thay teachers vào cái phần sau chữ many này. How many teachers are there? How many teachers are there? How many teachers? How many teachers are there? Là có bao nhiêu giáo viên? How many windows are there? Có bao nhiêu cái cửa sổ? How many doors are there? Có bao nhiêu cái cửa? Ok, vậy thì chúng ta look at the picture and answer the question. Nghe để chúng ta đặt câu hỏi và chúng ta nhìn lên bức tranh này và chúng ta trả lời làm sao cho phù hợp với bức tranh ha. Ok, vậy thì các con thực hành cái phần này ở nhà cho cô. Rồi, cái thứ hai là phần writing about me, có nghĩa là viết về các bạn đó, viết về chính tôi đó. Write about your school là viết về trường của bạn. Thì chúng ta sẽ đọc những câu hỏi này và chúng ta trả lời theo đúng với lớp mà chúng ta đã học. Ok, what's your class name? What is your class name? Có nghĩa là tên lớp bạn là gì? Tên lớp bạn là gì? Ví dụ như các con học lớp 3A, 3B hay là 3C hay là lớp 33 vân vân, thì chúng ta sẽ ghi vào đây. I'm in class 3A, I'm in class 3B. Ok, chúng ta tự điền vào. Câu số 2, where is your classroom? Where is your classroom? Có nghĩa là lớp học của bạn thì ở đâu? Ví dụ như lớp của các con ở trên lầu. Lên lầu thì chúng ta sẽ ghi là upstairs. Upstairs. Còn nếu mà lớp của các bạn mà ở dưới lầu thì chúng ta ghi là downstairs. Downstairs. Ok. How many windows are there? How many windows are there? Có nghĩa là lớp của các bạn là có bao nhiêu cái cửa sổ? Lớp học của các con là có bao nhiêu cái cửa sổ? Thì chúng ta sẽ trả lời there is hoặc there are. Ok. What is on the walls of your classroom? Có cái gì ở trên tường trong lớp học của các bạn? Thì các con cũng ghi ra luôn. Ok. What is your teacher's name? What is your teacher's name? Thì các con trả lời là nếu mà là thầy giáo thì các con trả lời là gì? My teacher's name is, ví dụ là cô thì các con sẽ trả lời là Miss, giống như là cái bài đọc vừa rồi là Miss Long. Còn nếu mà là thầy là Mr. Mr. Ok. Và cô hướng dẫn cho các con một cái điểm tiếp theo khi mà các con viết là mấy con hay là thường là viết sai, đó là viết in hoa chữ cái viết in hoa cái chữ đầu tiên. Đây ví dụ như là bắt đầu một cái câu mới hoặc bắt đầu một cái câu mới thì cái từ đầu tiên chúng ta phải viết in hoa, nhưng mà thường thì các con sẽ viết thường thì viết thường là viết sai, để con phải viết in hoa lên ha, có nghĩa là viết lớn cái chữ cái đầu tiên lên khi bắt đầu một câu mới, như là what is your teacher's name, thì our là bắt đầu một cái câu mới rồi thì cái chữ đầu tiên này mình chúng ta phải viết hoa, viết in lên ha. Và đặc biệt nữa là tên riêng là các bạn cũng phải viết in hoa lên như thế này. Vậy thì bây giờ các bạn làm bài tập cho cô nha. Các bạn thực hành phần speaking, các bạn viết writing, rồi sau đó làm các bạn không biết đúng hay sai, các bạn có thể chụp hình gửi qua cho cô thì cô sẽ hướng dẫn cho, cô sẽ chỉnh sửa lại cho các con. Ok, thank you, goodbye class.